giải gần đây nhất là giải kéo dài 273 cây số ở Bắc Mỹ. Nó bắt đầu ở phía bắc của Grand Canyon, là một trong những 7 kỳ quan thế giới của UNESCO, và nó chạy nó kéo dài đến tận một nơi gọi là Grand Staircase. Chặng nào thì nó cũng phải có bản riêng của nó. Nhưng mà cái chặng nào là cái chặng mà chị cho đến thời điểm này chị nhớ nhất? Dường như là đã đến cực điểm, đến cái giới hạn của chị rồi. Thì chị nhớ là lúc đấy xung quanh chị là không có ai, vẫn còn tối. Và đột nhiên là lúc đấy là khoảng 6 rưỡi, thì bắt đầu tự nhiên ở phía bên tay, kiểu chị nhìn thấy mặt trời bắt đầu mọc lên từ phía bên tay trái, từ cái chân trời như vậy. Và bắt đầu núi hùng vĩ ở phía bên tay phải, Mount Conner. Nó làm cho chị hiểu thêm về bản thân mình cũng như cuộc sống ấy. Như chị vừa chia sẻ thì rõ ràng là thường thì cái định nghĩa thành công nó được quy định bởi cái thế hệ đi trước. Thông thường ở Việt Nam thì có một cái quan niệm về sự ổn định, và người trẻ thường bị bó buộc bởi cái sự ổn định đấy và không dám bứt phá và theo đuổi đam mê của mình. Tại sao mà mình đã đạt, mình cũng ok tương đối là thành công theo như là cái chuẩn mực của xã hội đặt ra rồi, tại sao mình không cảm thấy thỏa mãn? Nên nói là tài chính không quan trọng thì điều đó là rất là viển vông. Làm sao để mà chị có thể làm được những điều mà mình cảm thấy có giá trị, cảm thấy vui? Thì đó là những cái thử thách khó, khắc nghiệt mà nó làm cho chị cảm thấy là chị thật sự đang tận dụng cái cuộc sống này.